nhân tướng ứng dụng trong đời sống. Chúng ta giải mã cái nhân tướng, tức là chúng ta giải mã được cái khuôn mặt của mình cộng với những cái hành vi, những cái thái độ của mình, để từ đó chúng ta đo được cái tâm tính của mình. Nên cái gốc nó nằm ở tâm. Vậy ngày hôm nay chúng ta nhìn hình để đoán tâm như thế nào, để từ đó chúng ta điều chỉnh được cái tâm tính của mình thì mọi mối quan hệ nó được gỡ. Rồi khi chúng ta đã hiểu tính cách của nhau, hiểu chính bản thân mình rồi, thì chúng ta chọn được bạn mà chơi, chúng ta chọn được người sếp để mà theo. Đối với người sếp thì chọn được nhân viên, tức là chúng ta ứng dụng trong tuyển dụng. Và cuối cùng một cái đối tượng rất đặc biệt, đó là chọn người yêu để mà lấy. Bạn nào mà chọn nhầm người yêu để mà lấy là thôi xong phim cuộc đời em, đi về đâu hỡi em. Mà bạn nào cuộc đời mà nhầm 3 lần thì thôi đời nát như tương. Nên đôi khi chúng ta đi gặt hái những cái gì gọi là thành công mà chúng ta quên mất cái hạnh phúc. Mà muốn hạnh phúc thì chúng ta phải hiểu được mình, phải hiểu được cái bên trong của mình. Thì nhân tướng cũng là một cái môn mà nó làm cho chúng ta hiểu được mình. Chúng ta nhìn vào một cái con người nào đó, chúng ta phải tìm được mặt mạnh của họ, tìm được mặt yếu của họ, tức là tìm được ưu và nhược. Trong nhân tướng học mà các bạn nhìn một người mà không tìm được ưu và nhược của họ là chưa biết xem nhân tướng. Cái này khó hơn này. Tìm được cái mà họ mơ ước và tìm được nỗi đau của họ, cái này khó hơn. Tuy nhiên người nào mà có nỗi đau đủ lớn thì chúng ta nhìn vào khuôn mặt, chúng ta đoán được. Chúng ta nhìn vào khuôn mặt, nhìn vào ánh mắt của họ và nghe họ nói chuyện, chúng ta phải nhận ra đâu là nỗi đau của họ. Khi mà chúng ta nhìn được bốn cái yếu tố này này, đặc biệt là chúng ta nhìn bốn cái yếu tố của chính mình, đâu là ưu của mình, đâu là nhược của mình, đâu là ước mơ hoài bão của mình và đâu là nỗi đau của mình, thì các bạn mới lên cái kế hoạch để xóa nỗi đau. Vậy nếu chúng ta xem một người nào đó, chúng ta xem thật kỹ rồi chúng ta trao cho họ giải pháp hướng về điều đúng, giải pháp hướng về điều thiện, để từ đó họ không bất an mà họ có giải pháp, có được cái chìa khóa cho cuộc đời của mình nó tốt đẹp lên, thì các bạn xem cho hàng nghìn người cũng chẳng có vấn đề gì.